Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay chúng ta đi đến lá thư 196, được gửi về từ một bạn nữ tên là Ánh, quê ở Thừa Thiên Huế nhưng mà đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Cái câu chuyện này bạn được nghe từ mẹ của bạn kể lại. Vì mấy cái năm mà xảy ra cái câu chuyện đó thì bạn vẫn còn đang đi học ở dưới quê á. Thì nó là như vậy. Ngày đó mà nhà bạn khổ dữ lắm, thì gia đình bên nguyên một cái dòng họ bên ngoài mới dắt díu nhau vô Sài Gòn để mà kiếm kế sinh nhai. Hầu như mấy cậu mấy mợ đều là đi nguyên gia đình hết, chỉ có mẹ của bạn là đi một mình thôi. Tại vì cái năm đó thì ba của bạn đang bị bệnh nhiều, ba yếu lắm, không có đi theo mẹ được. Ba với mẹ thì chỉ sinh được có một mình bạn thôi. Cái lúc mẹ đi thì dặn bạn là như vậy. Mẹ dặn là cỡ nào cỡ cũng phải học hành cho đàng hoàng. Năm đó là bạn đang học lớp 7, thì cái tuổi đó là có thể tự chăm sóc nhà cửa, chăm sóc cho ba được rồi. Đó, rồi đi. Hồi đầu vô thì hết thải gom lại nguyên một cái nhà nguyên căn, rồi mới rủ nhau đi làm công nhân. Trải qua được 2 năm thì mọi người bắt đầu quen thuộc với cuộc sống ở đây, hiểu được thói quen sinh hoạt cũng như là khẩu vị của người dân. Thì mấy dì với mẹ mới bàn nhau hùng vốn mở một cái quán cơm quế, nấu mấy cái món dân dã trặc tri ở ngoài quế, để cho mấy người xa quê như gia đình của bạn họ có thể tìm tới ăn cho đỡ nhớ quê. Bạn có một cái bà mợ rất là khéo tay, nấu ăn ngon, cho nên là khách tới đông dữ lắm. Thêm phần là hên sao mà thuê được cái mặt bằng nó thuận đường. Ta nói cả nhà làm quần quật suốt ngày luôn, mà thiếu điều muốn không kịp. Khoảng thêm 2 năm nữa thì kiểu như là thấy làm ăn cũng thuận lợi, cho nên cậu mới lại đánh liều. Cậu gọi điện về quê kêu bán miếng đất để làm vốn làm ăn. Thì ở dưới quê có cái ông đó, ổng thèm cái miếng đất của cậu lắm. Ổng nói dèm hoài à, tại thấy gia đình cậu khổ á, thì ổng cứ nghĩ là sắp tới sẽ bán đất. Ổng cứ nói dèm hoài. Nghe cậu gọi điện về nói bán cái là ổng mừng dữ lắm, biểu cậu tranh thủ về đi, bàn bạc giá cả với ổng. Vậy đó mà trước cái ngày cậu về quê á, thì đêm đó cậu mơ thấy một cái bà già kia. Bà già lắm rồi, mặt nhăn nheo hết thấy đường nét gì luôn. Thì trong cái vía của cậu thấy bà đi xuyên qua cái cửa chính, đi vô một hơi tới chỗ cậu nằm. Bà mới kêu cậu là ngày mai trước khi đi là phải cúng cho bà gói xôi với điếu thuốc. Thì bà theo bà độ cho đường đi nước bước. Nói vậy thôi rồi bà bỏ đi ra ngoài, lại đi xuyên qua cửa mà đi ra hướng đường. Cái giấc mơ đó nó vẫn cứ in ở trong đầu của cậu như vậy. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là tại mình nôn nao rồi mơ linh tinh thôi, cậu mới tính không có cúng đâu. Nhưng mà ai dè đâu mới sáng sớm bước chân ra tới cửa thì cậu thấy một con rắn, nó nằm chình nình ngay cửa luôn. Cậu giật mình, cậu nhảy nhổm luôn. Thì nó cũng giật mình, nó bò đi. Thì từ xưa tới giờ chúng ta hay nghe là gặp rắn thì chắc chắn là có điều không hên. Bây giờ không lẽ không về quê, dời lại ngày lại hay sao? Nhưng mà cậu thì nôn nao quá trời rồi. Cậu mới nhớ sực lại cái giấc mơ hồi đêm. Cậu đi nhanh ra ngoài đầu đường, cậu mua gói xôi. Cậu nói là không hiểu sao mà cái bà bán xôi bữa đó bà đã bán đắt ghê luôn á. Mới có hơn 6 giờ sáng à, mà cậu đi ra là bà bán hết trơn rồi, còn có một gói xôi duy nhất thôi. Cậu mua xong là cái chị kia chạy lên mua là không còn gì để bán luôn. Đó, cậu mới đi nhanh về đặng mà cúng nhanh rồi còn đi ra bến xe nữa. Cậu không có kể cho ai nghe hết, thì mắc công sợ người ta rồi bàn nhà bàn ra rồi kêu cậu đừng về này kia. Thì cái khúc mà cậu đi ra tới bến xe rồi, bước xuống vô bên trong mua vé, thì có một cái thằng thanh niên nó chạy trên lề mà nó chạy ngược chiều, nó ban ngay chân cậu luôn.
Cậu thấy nhưng mà cậu né không có kịp. Cậu nói rồi, lần này chết chắc rồi. Vậy đó mà nghe, cái lúc mà nó gần tới chỗ cậu, tự nhiên cái tay lái của nó ngoặt một cái một ngang luôn. Nó té một bên, mình mẩy trầy trụa tùm lum hết. Cậu hết hồn, cậu đứng đó cả phút đồng hồ mới định thần lại được. Ai xung quanh cũng chửi cái thằng đó, còn nói nó là kiểu biết khôn quặt cái tay lái đi để cho mình tự té, chứ không là tông vô người ta đền thế bà nội. Rồi tới cái lúc mà cậu lên trên xe rồi, cậu mới thiêu thiêu ngủ. Thì cái lúc ngủ này cậu lại mơ thấy cái bà đó. Cái bà mà hồi đêm báo mộng cho cậu, bà lại xuất hiện. Bà cười bà nói chứ hên cho mày á, cúng cho tao, chứ không thôi tao bỏ mày thấy mẹ mày rồi. Nói vậy thôi, rồi cái bà biến mất. Cậu nghĩ bụng, à chắc là mình phải cúng kiến cho bà thường xuyên để tỏ lòng biết ơn cho bà rồi. Vậy rồi cái chuyến về quê của cậu nó cũng êm đẹp, bán được đất, về thăm ngoại rồi gửi ngoại mấy cái món quà cáp mà mọi người Sài Gòn gửi về cho ngoại. Tới cái lúc mà trở lại Sài Gòn để đi kiếm đất liền luôn. Đi mấy ngày trời mới phát hiện ra được một cái miếng đất mà nó đúng y như cái ý cậu muốn luôn. Nó nằm trong một cái hẻm, xung quanh có sông, có cây cối mát mẻ y như dưới quê vậy đó. Thì cách quán cơm của gia đình chừng 3-4 cây số. Nhưng mà có cái này nè, là xung quanh ba bên của miếng đất đó nó đều là mấy cái khu mộ gia đình của người ta. Mới nhìn thì thấy lạnh xương rồi đó. Còn sau lưng của cái miếng đất đó là sông. Cậu liên hệ được chủ của miếng đất đó thì thấy người ta kêu cái giá rẻ bèo à, bằng nửa tiền cái miếng đất ở quê của cậu thôi. Cậu mới nói với cái ông chủ đó là cho cậu thời gian đi, về bàn lại với gia đình, cho có gì cậu lại gọi cho ổng. Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng cậu là muốn chốt dữ lắm rồi. Thì tối đó cậu về với mợ bạn cũng tới khuya mới đi ngủ. Mợ thì nói nếu như cậu cảm thấy được thì cứ chốt, mà không có ý kiến gì. Tại vì cậu cũng có phân tích cho mợ nghe là cái địa hình như vậy á, nó phù hợp với cái công việc mà cậu muốn làm lắm. Tới hồi mệt rồi thì hai người đi ngủ. Và cậu lại mơ thấy cái bà già đó hiện lên. Bà kêu là mày không có được chốt cái miếng đất đó, đi lên trên kia một chút nữa có miếng khác, mày cãi tao mày đừng có hối hận. Cậu nghe bà nói vậy thì là bắt đầu cũng hơi run trong bụng. Tại hai lần trước bà nói đúng y phóc mà, bà giúp đỡ mình mà. Rồi cũng ráng dỗ dất cho tới sáng để đi coi coi làm sao. Cậu nói công nhận cái bà đó bà linh khủng khiếp luôn. Bà báo mộng bà nói cái gì là y rang, không có sai lệch đi đâu được. Cậu chạy xe lên một chút, tầm mấy cây số à, thì là thấy có một cái miếng đất y rang như cái miếng đất mà cậu coi đằng kia luôn. Chỉ khác một cái là nếu mà tính theo con đường thì một cái miếng nằm bên tay trái, còn một miếng quẹo vô hẻm bên tay phải. Nó đối diện, nó hai bên mé bên, hai cái mé khác nhau. Cậu mới gọi điện hỏi cái ông chủ đất này về giá cả. Thì ông báo cái giá cái cậu giật mình, là nó bằng y bông cái số tiền mà cậu bán miếng đất ngoài quê. Cậu cầm vô trong này, có nghĩa là vẫn có khả năng mua được. Thì cậu mới bắt đầu suy tính, nếu mà địa thế nó giống y hệt nhau như vậy á, thì tại sao mình không chọn cái miếng kia, còn có phần nửa tiền thôi, còn bao nhiêu mình xoay sở mấy cái khác chứ. Lúc đó thì tình hình kinh tế gia đình đâu có dư giả, nên cậu đâu có nghĩ tới mấy cái vấn đề gì khác đâu. Đó, vậy là cậu quyết định chọn cái miếng đất coi đầu tiên, chốt giá chồng tiền luôn trong cái bữa đó luôn. Từ bữa đó cho tới về sau này luôn á, là cậu không còn mơ thấy cái bà đó thêm một lần nào nữa hết. Cậu bắt đầu đưa người vô cất lên một cái nhà xưởng. Thì thiệt ra là cậu ấp ủ dự định này lâu lắm rồi, mà tại chưa có tiền thôi. Thì ban đầu là cậu nhận gia công mấy cái mặt hàng nhỏ lẻ, như là mấy cái đồ lưu niệm bằng gỗ nè. Rồi càng về sau thì làm càng mấy cái món lớn hơn. Cho tới ngày mà xưởng của cậu làm được tới cái tượng Phật lớn nguyên khối là trôi qua hơn 7 năm trời. Là lúc đó kinh tế gia đình bắt đầu ổn định rồi.
mọi người cũng gom về đó làm. Còn bên quán cơm thì chỉ còn mợ người dì thứ năm của bạn là ở lại quán cơm thôi. Bao nhiêu tập trung về xưởng gỗ hết. Tuy nhiên là bên nào cũng phải mướn thêm nhân lực thì mới làm nổi. Nói chung là ăn nên làm ra rồi đó. Bên quán cơm thì bình thường, chỉ có bên xưởng gỗ này là hay xảy ra cãi cọ nghe. Có khi đánh lộn luôn, mà không có cái lý do gì nó to tát hết trơn. Toàn ba là cái chuyện lặt vặt, nói qua nói lại một hồi xích mích với nhau. Hồi đầu thì cậu ông để cho tự quản lý, rồi càng về sau thấy càng bất ổn quá đó, ổng mới bắt đầu đi tới đi lui coi ngó. Vậy đó mà lại đỡ. Cái thời điểm đó là cậu mợ đã có với nhau 4 đứa con gái rồi. Ham con trai dữ lắm, mà đẻ là ra con gái. Mợ hả, bà ham con trai tới nỗi mà bà nói chỉ cần cho bà thằng con trai thôi, muốn bà làm cái gì cũng được. Mà ngặt nổi thì càng muốn lại càng không có. Mà không lẽ cứ đẻ con gái hoài rồi đợi cái thằng con trai, rồi cả đống thì làm sao nuôi nổi. Vậy là mợ làm một cái chuyện nó hết sức tàn nhẫn và thất đức luôn. Cứ mỗi lần có bầu mà đi siêu âm, đi lại mấy chỗ tư nhân, hỏi người ta mà cứ ra con gái là mợ đi phá. Mỗi lần bầu là tới một cái chỗ khác nhau, tại vì sợ trùng hồ sơ người ta nghi ngờ rồi không có nói thiệt với mợ. Thì theo như mẹ biết á, thì mợ đi phá như vậy khoảng 4-5 lần gì lận. Rồi cái gì vậy cho nên là càng ngày tánh tình của mợ càng cọc cằn. Nghĩ là do cái chuyện con cái nên mợ mới như vậy, cho nên người nhà thì thông cảm. Nhưng mà tất nhiên là chỉ người nhà thôi, chứ còn người ngoài họ nói lén sau lưng dữ lắm. Có lần cháu ngoại của dì Năm nó phá gì không biết, mà bà giật cái cây roi. Mà cái cây roi đó là bà kêu thợ chuốt sẵn cho bà. Bà để tùm lum ở trong nhà để dành quýnh tụi nhỏ. Bà quýnh quá trời quá đất, nói bà đập lằn ngang lằn dọc vậy đó. Chưa xong nữa, còn bắt ra đứng phơi nắng xong rồi bà tạt nước. Nhìn giả man như người ta tra tấn tội phạm thời xưa vậy. Mấy người kia thì làm ngoài trước đâu có hay đâu. Mẹ đi xuống mẹ thấy mẹ mới la lên. Thì cái lúc đó là dì Năm cũng vừa từ bên quán đi về. Bà dọn dẹp bà mệt, gặp thêm cái cảnh đó nữa, rồi hai bà chửi lộn sầm hết trơn luôn. Nguyên một hồi cái nhào vô đánh lộn luôn, thợ thầy dì nhào vô can gần chết. Xong rồi thì gia đình dì Năm nghỉ làm hết luôn, đi làm chỗ khác, gửi mấy đứa nhỏ vô nhà trẻ. Cậu bạn năn nỉ hết biết luôn á, mà mọi người nhất định không có ở lại. Kiểu như là thật ra là trước giờ đã xảy ra rồi, họ nén giận nhiều lần rồi, lần này quá bụng không có nhịn được nữa. Nguyên gia đình dì Năm thì cả chục người chứ đâu có ít đâu. Đi một cái là cậu lao đao luôn, kiếm ở đâu ra nhiều người thạo việc như vậy cùng một lúc chứ. Cái lần đó cậu mợ gây nhau dữ lắm, tưởng đâu hai ông bà thôi nhau luôn rồi. Nhưng mà mọi người khuyên quá thì nên cũng nên bỏ qua. Từ bữa đó cậu ở xưởng gỗ, mợ thì ở luôn ngoài quán cơm. Mấy đứa nhỏ thì có mấy dì với mẹ chăm phụ. Thì cái lần đó bên xưởng gỗ có nhận một cái nhóm 4 người vô làm. Họ là một gia đình, ba mẹ với 2 đứa con trai. Họ thì ở trọ cách cái xưởng cỡ 4-5 cây số vậy đó, mà ngày nào cũng đi bộ tới xưởng để làm nha. Thì nói nào ngay là hoàn cảnh nghèo, làm ăn thất bại nợ nần nhiều quá, mới bỏ lên Sài Gòn đi làm mướn. Đi nhiều chỗ mà người ta cứ nói là đủ người không có nhận. Rồi cái đi sao mà tới luôn cái xưởng của cậu. Làm đâu được 3 tháng trời á, thì thấy người ta làm cũng nhiệt tình lắm, ai cũng nhiệt tình, siêng năng mà thiệt thà nữa. Cho nên cậu mới đề nghị là thôi, cả nhà ở lại xưởng đi, đỡ tiền thuê nhà mà đỡ tiền thuê phòng trọ nữa. Cái nhà kho nó rộng lắm, cả nhà tối về ngủ hay sẵn coi kho cho cậu. Mỗi tháng cậu gửi thêm tiền, ăn uống hay sinh hoạt gì thì ở cái khu vực làm có cái chỗ đầy đủ hết. Thì nhà nó mừng lắm, đâu phải ai cũng được ưu ái như vậy đâu. Thì cái bà trong nhà đó, bà tên là Sáu, trong xưởng kêu vợ chồng bà Sáu không à. Bà Sáu thì bà thân với mẹ của bạn dữ lắm, có chuyện gì cũng tâm sự cho mẹ nghe.
Này bà về kho ở đâu được nửa tháng thì bà mới kể cho mẹ nghe là hình như ở ngoài cái giếng, ở ngoài đó có ma. Hai bà xù xì với nhau đâu có dám nói lớn, mất công ai nghe đụng tùm lum rồi cậu chửi nữa. Thì tổng quan cái miếng đất của cậu nó là như vậy. Bên ngoài đi vô cậu có làm một cái cổng lớn ha, mé tay trái là một cái nhà lớn dài làm chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Kế bên cái nhà lớn đó là có một cái nhà nhỏ, cậu là với mợ với mấy đứa nhỏ ở đó. Rồi phía sau nhà của cậu có một cái mái che làm chỗ để xe, rồi nhà vệ sinh chung cũng nằm gần đó. Còn mấy bên tay phải là nhà xưởng, chính giữa là một cái khoảng sân rộng để xuống gỗ hay để đồ này kia đó. Xa xa phía sau là cái nhà kho, có cái đường đan để dẫn ra, cách nhà kho chừng 20 mét là một cái giếng. Rồi, hình dung chưa? Nó còn nước đàng hoàng nha, cái giếng á. Nhưng mà người ta để một cái cục đá tảng chèn lên miệng giếng, cho nên là mọi người không có tái mái tò mò cái gì. Thì cách cái giếng chừng vài mét có một cái cây sao lớn lắm, mát ơi là mát luôn. Nhưng mà ít ai ra đó để làm cái gì lắm. Có tới mùa trái rụng thì tụi nhỏ nó hay ra đó nó chơi, rồi nó lượm nó thải lên lung tung vậy thôi. Bà Sáu này bà mới kể là đêm đó bà đang ngủ thì bà muốn đi vệ sinh cho nên bà mò ra. Xung quanh cậu gắn mấy cái đèn đường, nó cũng khá là sáng, thì bà chỉ đi xa xa một chút cho nó khuất thôi, chứ để đi ngược lên trên nhà vệ sinh chung ở trên này thì nó xa, làm biếng. Đang buồn ngủ mà. Thì bà đang ngồi bà giải quyết ha, cái mắt nhắm mắt mở nhìn tới nhìn lui vậy nè. Tới lúc nhìn vô cái chỗ cái giếng á, là bà giật mình một cái luôn. Tại bà thấy rõ ràng có một người chui xuống dưới cái giếng lúc bà nhìn qua. Đó, bà quýnh quán hết rồi, bà mới chạy tọt vô trong cái chỗ ngủ. Bà chui vô thì đồng ông Sáu ông thức. Ông mới hỏi gì? Thì bà mới nói là thấy có người nhảy xuống dưới giếng. Ông nghe là ông giật mình, ông ngồi nhổm vậy luôn. Ông tính dở mùng ông chạy ra ngoài luôn. Thì ông mới sực nhớ ra, ông quay lại ông dòm bà lơm lơm. Ông hỏi bà chứ bà thiệt tình bà thấy vậy luôn hả? Bà bực mình bà nói, không lẽ tự nhiên nửa đêm nửa hôm tôi đi đặt chuyện nói dốc đó làm chi? Ông mới nói với bà là cái cục đá nó che cái miệng giếng còn có chút xíu thôi. Cái chỗ hở đó con mèo nó chui còn không lọt, nói gì tới ai. Bà nghe xong cái bà nằm im, bà rung như sốt rét luôn. Hóa trời thì ghê. Sáng ra là bà đi kể cho mẹ bà nghe liền. Bà nói mày mốt ban đêm hết dám đi toilet luôn, chứ gặp nữa chắc bể tim chết luôn. Mà mẹ nói là từ ngày bà Sáu bà kể cái câu chuyện đó thì mẹ mới để ý mà nhớ lại là ban đêm đúng là có hay nghe thấy tiếng bước chân ấy. Nhưng mà lâu lâu thôi chứ không phải thường xuyên. Nghe cứ đi rột rẹt hoài, tưởng ai đi toilet đêm hay thôi, hoặc là mấy đứa thanh niên nó đi chơi vậy. Giờ đó nghe được câu chuyện của bà Sáu là mẹ nói không lẽ mẹ bị ma nhát mà mẹ không biết ta, là hoang mang rồi đó. Nhưng rồi nó có một cái chuyện nó xảy ra như vậy nè, làm nguyên cái nhà của cậu nó rối nùi luôn. Là tự nhiên cái bữa kia, con bé nhỏ nhất của cậu năm đó nó 5 tuổi, nó đang học mẫu giáo. Thì bữa đó đang đêm cậu trở dậy mới đi qua phòng tụi nhỏ kiểm tra coi tụi nó ngủ chưa, thì thấy cái phòng đang mở hé cửa, hai đứa ngủ một giường. Mà sao cậu vô coi thì thấy còn có 3 đứa à. Coi cái toilet trong phòng của tụi nó cũng không thấy con nhỏ đâu. Đi ra ngoài toilet chung cũng không thấy luôn. Cổng thì vẫn khóa. Xong rồi đi kiếm hết một vòng cũng không thấy, là cậu bắt đầu hoảng rồi. Mới đi ra gõ cửa kêu mọi người dậy, nói là con bé nó đi đâu mất rồi. Ai cũng hoảng hồn tóc dậy đi kiếm. Chạy ra ngoài nhà kho cũng không có. Mà cái đường ra sông thì cậu có làm một cái cổng nữa, con nít nó không có đường nào mà nó chui ra được hết.
mẹ bạn mới kêu một anh chạy qua bên quán cơm để rước mợ về. Thì mợ bà về tới, bà khóc bù lu bù loa hết trơn. Mọi người đã rối lắm rồi mà bà làm còn rối thêm nữa. Mẹ nói bạn làm như là đúng cái kiểu mà người ta nói là trời xui đất khiến hay sao. Cả nhà kiếm con bé tới gần sáng không gặp, ai nấy vừa lo vừa mệt, cả đêm có ngủ được miếng nào đâu, chỉ thiếu điều đào hết đất lên mà kiếm nó thôi. Rồi thêm phần đang làm hàng gấp nữa, chưa qua 24 tiếng thì đâu có báo công an được. Cậu mới kêu rồi thôi bây giờ ráng làm đi, còn con bé thì từ từ kiếm cách, chứ bây giờ rối quá cũng không có nghĩ ra được cái gì hết trơn. Đâu hừng nắng lên chút gì đó thì mới có cái ông kia, ông ghé vô ông xin nước ông uống. Nhìn tướng của ông cũng bình thường lắm, không có nhìn ra vẻ của người có căn số gì hết trơn nha. Thì ông uống nước xong thì ông mới nhìn hết một lượt mọi người. Ông mới hỏi là hình như nhà đang có chuyện gì phải không. Cậu thì cậu nghĩ là nhìn thấy cái vẻ, ông nhìn thấy cái vẻ mệt mỏi của mọi người nên ông đoán mò vậy. Thì cậu nói đâu có gì đâu. Ông mới nhìn ra ngoài cái hướng sân sau, nhưng mà cái vị trí của ông ngồi là không có thấy được cái giếng đâu. Mà ông nói tỉnh bơ à, ông kêu là cái người dưới chỗ có nước do không có ở được nữa mà phải đi khỏi. Bây giờ người ta đang bắt một đứa con nít giữ cho mọi người kiếm vậy đó, muốn trả thù cho bỏ tức vậy thôi. Cậu nghe tới đó là ông bật khóc luôn. Cậu hỏi sao mà ông biết. Ông mới nói cái người đó đang đứng sau lưng cậu nè, tay dắt một đứa con nít, bé gái chừng 5-6 tuổi. Trời ơi, cậu nghe tới đó là hết thấy đường đi luôn. Còn mợ bả lết không à. Hai vợ chồng nói ông này á, mà ông thấy rõ vậy thì con bé chắc là nó chết chắc rồi chứ sống gì nổi nữa. Ông mới nói là thôi bình tĩnh đi, người ta bắt một hồn một vía thôi, thấy mờ lắm, không có thấy rõ cho nên là chưa có chết đâu. Để ông hỏi chuyện cho. Mọi người chưa kịp mừng nữa là ông kêu thôi đợi ông đi ăn cái gì đã, chứ mất công ngồi lâu là mệt lắm á. Ngồi lâu ý ông là ông ngồi cho ông kia vô xác hay sao đó đại khái vậy, hoặc là làm chuyện tâm linh thì mới mệt, chứ không phải là ông dồi dĩnh cái gì nha. Thì cậu đâu có cho ông đi. Cậu chạy đi mua đồ ăn về cho ổng ăn xong xuôi luôn. Rồi cậu mợ với ổng mới đi ra ngoài cái nhà kho, chứ không có ở trong này, dặn là mọi người đừng có đi theo. Thì ba người đi lâu lắm, cả 2-3 tiếng đồng hồ gì đó mới trở vô. Tới hồi vô là mợ la bà Sáu quá trời quá đất luôn. Mợ tức mà còn đòi đuổi bà Sáu nữa. Nhưng mà cậu can nên mọi chuyện nó cũng êm xuôi không có sao. Mợ nói cái dòng nhập vô xác của cái ông lạ đó, nói là vậy, nói là cái con nhỏ ở trong cái nhà kho, nó liện đồ dơ xuống chỗ ở của tao, tao ở không được nữa nên tao lên tao quậy thôi, rủ con nhỏ đi chơi có chút mà làm gì dữ hả. Thì bà Sáu bà mới thú thiệt là bà đi tới đi lui đêm hôm, cứ thấy có cái bóng người nhảy xuống giếng hoài là bà đã sợ lắm rồi. Rồi thêm lần đó là thằng Út con của bà bị nhát nữa. Nửa đêm nó đang ngủ, nó nghe ai kêu tên, nó mở mắt dậy mà không có ai, thì nó ngủ tiếp. Nhưng mà cứ nhắm mắt lại nó lại nghe tiếp. Kêu nó xong rồi còn nói là đi ra đây tao cho coi cái này. Nói là không biết làm sao nha, mà cái lúc nó nghe người đó kêu là nó tưởng là ba nó, tại vì cái giọng là đàn ông. Mà nó nhìn ra thì nó thấy có người ngoài sân thiệt. Nhưng mà khi nhìn ra rồi thì nó thấy hình như không phải ba nó, tại vì người này nhỏ con, nhìn hơi già, còn ba nó thì bự con. Nó hơi sợ, nó tính qua vô nhà, nhưng mà cái người đó lại kêu nữa. Mà cứ hễ nghe thấy tiếng kêu là nó lại phải đi tiếp. Và dẫn nó tới cái giếng á, xong ổng quay mặt lại thì nó thấy cái mặt lạ quắc à. Nó đứng nó nhìn trân trân luôn. Người đó mới chỉ xuống dưới đó nói là tao ở dưới này nè, tao thèm bánh đúc, kêu má mày cúng cho tao ăn coi.
Đó, ông nói xong một cái là ông chui xuống. Chui xuống sao? Là cái kẻ hở á, có chút xíu à. Mọi người thử hình dung coi cái máy ép mía gì đó. Cái nào xuống được thì xuống, cái nào không xuống được thì nó rớt hết trở lên lại. Thì tự nhiên thấy ổng đang trong hình hài con người bình thường, mà bây giờ như cái đống thịt bầy nhầy vậy. Nên nó sợ, nó la không nổi luôn. Nó té ngồi xuống, nó lết ngược trở lại chỗ gốc cây sau. Mà trong khi nó vẫn nghe được cái tiếng cười khì khì sát một bên vậy đó. Nó ngồi nó chịu trận luôn. Mẹ nó trong nhà nãy giờ, hồi nãy thấy nó đi ra thì bà hay, bà tưởng nó đi toilet, bà đâu có hỏi. Tới hồi thấy nó đi lâu quá, bà mới ra bà kiếm, thì phát hiện nó nằm chèm bẹp ở chỗ gốc cây sau, bà mới dìu vô nhà. Nghe nó kể bà vừa sợ vừa tức, cho nên bà mới lấy cái quần lót dơ của bà đó, bà ém vô cái chỗ đó thôi, chứ bà cũng không có liền xuống. Bà muốn đuổi cho cái dòng nó đi đâu thì đi, chứ đừng có hiện lên hù nhà bà như vậy. Thì bà cũng thiệt tình là bà đâu có biết cái dòng ở đó nào giờ đâu. Thì cái dòng nó đi vô dẫn con bé đem đi giấu trên cây sao. Cái ông lạ mặt ông mới thương lượng là trả hồn vía lại cho con bé đi, cho nó về nhà đi, rồi muốn cái gì cũng được hết. Mà cái ông ma đó, ông ra một cái yêu cầu mà hú hồn luôn. Biết gì không? Ông muốn làm con của cậu mợ. Nhưng mà cái chuyện này là chỉ có người trong gia đình biết thôi nha, chứ người ngoài không có biết được đâu. Ông nói ông sẽ đầu thai lên làm con cậu mợ, nhất định là một thằng con trai. Cậu mợ mới nghe mà mừng mém chút la làng luôn. Nhưng mà ông có nói trước là nếu như làm con của hai người rồi thì cái thằng này nó khó ăn khó ở, khó dạy lắm à, có chịu được hay là không. Mợ nói cái gì cũng chịu được hết, chỉ cần đứa con trai thôi. Ông nói vậy thì được. Bao lâu nay thật ra ông nghe hết mấy cái lời cầu xin của vợ chồng bả đó chứ, chỉ là chưa tới cái thời điểm thích hợp mà thôi. Thì cậu mới kể với mọi người trong nhà là cái lý do mà ba người ở ngoài kho lâu là tại vì nghe cái dông kể chuyện. Ông lên xác một cái là ông nói không biết mệt là cái gì luôn. Ông nói hồi ông chết là ông 83 tuổi, mà ông ở dưới cái giếng đó gần 100 năm rồi. Ông thành quỷ lâu rồi. Lâu lâu ông chui lên ông chọc kẹo mấy người trong xưởng gây lộn vậy đó, cho có cái coi chó vui, chứ ngoài đó buồn. Ông nói hồi xưa đất điện của ông vô số, mà có mỗi thằng con mọn à. Cái số của ông vậy hay sao đó. Bao nhiêu bà vợ không có bà nào có con hết. Rồi hồi xưa mà vài năm không có con là người ta đi lấy vợ khác rồi. Chứ nhà giàu quá trời mà không kiếm con thì gia sản để lại cho ai. Thì không biết qua bao nhiêu đời vợ lớn vợ nhỏ, rồi người tình ở bên ngoài, cuối cùng gần 60 tuổi ông mới có được mụn con. Trời ơi, ông cưng thằng nhỏ hơn vàng, chăm từng ly từng tí, cái gì tốt đẹp nhất cũng dành cho nó hết. Mà nhờ vậy cho tới lớn lên cái nó hư, nó cứ ỷ lại vô tiền bạc sẵn có rồi, không có chịu học hành mần ăn gì hết. Mới nước mắt ra đã ăn chơi đua đòi đàn đúm, nó nợ tràn ngập đầu cổ luôn. Ông đứng ra trả cho nó không biết bao nhiêu lần mà nói. Rồi bao nhiêu năm trời đất điện của ổng cứ hỏng cánh mà bay vì nó. Sau này ổng đâu có thèm trả nợ cho nó nữa, để nó tự làm tự chịu. Vậy là nó bóp cổ ổng chết, bỏ ổng vô bao thêm mấy cục đá nữa, liệng xuống dưới giếng. Rồi bữa sau kêu người ta khiêng đá lắp lên. Nó nói là có con chó té xuống chết, hư nước rồi không có xài được nữa. Nó đuổi hết người làm đi, rồi nó mới bán miếng đất lấy tiền trả nợ, rồi ăn chơi thôi. Ông nằm dưới cái giếng này bao nhiêu năm trời, tại ông khiến cho nên là người ta không có dỡ cái miệng giếng ra đó thôi. Có nghĩa là ông làm cho người ta không có muốn mà không có mở được cái, không có mở cái miệng giếng đó ra, tại vì bản thân ông muốn nằm ở dưới đó. Nghe thì thấy tội nghiệp ha, mà cũng sợ nữa. Bao nhiêu năm trời trên miếng đất có quỷ mà đâu có ai hay biết gì đâu, lại còn bị quỷ làm cho xào xáo rộn chuyện tùm lum.
Cái người đàn ông lạ mặt ghé một buổi đó xong rồi ổng cũng đi đâu mất. Không ai còn thấy ổng nữa. Cho mợ của bạn có bầu thiệt. Năm đó mợ 40 mấy, gần 50 rồi. Bác sĩ nói sao lớn tuổi mà để có bầu nguy hiểm dữ vậy. Cũng khuyên là cân nhắc, nhưng mà mợ một mực đòi để, cho nên là người ta cũng hỗ trợ tối đa. Tại vì sản phụ mà qua 35 là người ta là thành sản phụ có tuổi rồi, là phải trên ở một cái chế độ chăm sóc đặc biệt á. Lúc đó là rất là nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Mợ bị nghén quá trời luôn, không có ăn uống được gì hết, toàn phải truyền dịch đồ này kia thôi. Sanh ra cái thằng nhỏ nó nhỏ xíu à, nhìn y như con khỉ vậy. Nhưng mà hai vợ chồng mừng lắm, cuối cùng cũng có con trai. Đẻ nó ra rồi một cái là mấy con chị lép vế hết. Bao nhiêu tình thương dành cho thằng này. Nói thì nghe kỳ, chứ ổng bả chịu nó như chịu dông. Muốn cái gì cũng chịu. Nhiều khi cái món đồ của đứa khác đang cầm trên tay vậy đó, mà nó muốn là ba mẹ nó cũng phải làm cách gì đó để nó có cho bằng được. Trời, ta nói nó lớn lên nó hổn một cái kiểu kỳ lắm. Anh chị, cha mẹ, ông bà gì nó chửi láng hết. Mà nó còn có cái tật hay bệnh nữa. Đúng y như cái lời cái dông ma kia nói hồi xưa. Vậy mà ba mẹ nó cảm thấy rất là bình thường, không có thấy là cái điều gì sai trái hết trơn. Cho tới tận bây giờ thì ba mẹ nó làm 10 thì nó phá 6. Ông bà khổ với nó lắm mà cứ phải gồng chịu vậy đó. Thì có lần mợ bà đi coi bói, coi vận hạn này kia thôi. Thì ông biết sao ông thầy ông ứng lên, ông nói là cái thằng này là quan gia trái chủ, đầu thai lên đòi nợ. Nó đòi chừng nào mà trả đủ thì thôi. Mợ bà trả đủ thì thôi. Người ta nói là ông bà nghe xong là sợ xanh mặt, nhưng mà bây giờ lỡ rồi. Ngày xưa chính ông bà giao kèo với cái dông nó đàng hoàng mà. Thì không biết sau này ra làm sao. Chứ hiện tại bây giờ thì thấy hai ông bà mệt mỏi dữ lắm rồi. Nhưng mà được cái làm ăn tiền của cũng quá trời vậy đó. Thì có cái cho nó phá. Thì đó là cái câu chuyện mà Ánh gửi về cho kênh chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng uống trà, nói chuyện một chút. Trước tiên thì những cái nói chuyện về Huy đi. Hôm trước có thu được một cái tập truyện về một cái chủ đề mà chắc sẽ muôn đời, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, luôn gây tranh cãi. Mới tính đem ra đây để mà tính nói ở mấy clip trước rồi, nhưng mà hôm bữa nó là không có đủ thời gian quay cái clip kể chuyện xong thì Huy cũng phải quay qua thu truyện bên kênh Đất Đồng. Nếu hỏi mọi người về, mọi người hiện tại thì mọi người đang nghĩ sao về câu chuyện giới tính thứ ba? Hôm trước Huy có thu cái tập truyện mà mọi người qua bên kênh Đất Đồng sẽ thấy cái tập truyện bi kịch của sự khác biệt. Thật ra là cái cậu bạn đó là thuộc giới tính thứ ba, đang học cấp 3. Thì cậu bạn nó cũng không có phải là thể hiện cái sự khác biệt cái gì của mình ra. Chỉ là cậu bạn thích những cái thứ, những cái sở thích của con gái, rồi làm những cái việc mà thường là con gái làm, vậy thôi. Chứ cậu ấy cũng không phải là cái kiểu mà gì để mà gây cho người ta phải ghét cả. Ở trong câu chuyện đó là như vậy. Tất nhiên những cái trường hợp mà tạo ra cái sự không mấy thiện cảm thì mình không bàn tới ha. Thì để rồi cuối cùng là bị những cái bạn ở trong trường, trong lớp bạo hành, bạo lực cho tới mức mất mạng đi. Thì tự nhiên thu tới cái chuyện đó, Huy mới nhớ nói là để cái câu chuyện này đem ra đây để mà bàn chuyện, uống trà, nói chuyện với mọi người. Thì với Huy nha, quan điểm của Huy đưa ra thì không biết mọi người có giống vậy hay không. Thì mình mong rằng chúng ta không tranh cãi về vấn đề đó. Có nghĩa là mình có thể giữ quan điểm của mình về cái vấn đề đó. Ủng hộ cũng được, không ủng hộ cũng được. Nhưng mà mình hãy đặt thử một cái trường hợp như vậy nè. Mình nghĩ thử cái cảm giác của mình khi mà nhìn. Nếu mà mình có con rồi thì mình nghĩ con của mình. Còn nếu mà mình chưa có con thì mình nghĩ nó là anh ruột, em ruột của mình.
Nếu mà những người mà mình ruột thịt của mình mà thân yêu nhất á, mà rơi vào cái trường hợp cứ bị đánh mỗi ngày như vậy, không biết kêu ai, rồi đánh cho tới mất mạng đi, thì cái sự đau đớn của chúng ta như thế nào? Vậy cho nên đối với cái chuyện này, thật ra nó không phải là cần tranh cãi ở cái vấn đề ủng hộ luồng quan điểm như thế nào, mà là chúng ta cần phải xác định được mỗi người chúng ta đều có quyền được sống, được tự do, được suy nghĩ theo cái điều mình muốn, miễn là điều đó không gây ảnh hưởng gì tới ai là được rồi. Bà con có nghĩ giống như Huy hay không? Cho Huy xin ý kiến nhé. Rồi ở trong cái video mà thuê nhà Bông Nhi hôm trước thì chúng ta lại tiếp tục nhận được một loạt những cái bình luận cố rất là dễ thương của bà con miền Tây mình về cái món, những cái loại nước khi mà chan vô cơm ăn. Có người chan nước trà, có người chan nước lạnh, có người chan nước dừa. Rồi chan đủ thứ chan hết, miễn là có cái món mặn ăn kèm theo là được rồi. Bởi vậy thấy, thật ra tính ra thì mà nói thì mấy cái món đó đâu phải là dinh dưỡng hay là ngon lành gì, nhưng mà ai cũng, thời đại nào, vùng đất nào cũng có những cái khoảng thời gian trải qua những cái khó khăn, thì những cái món ăn đó là xuất phát từ những cái hoàn cảnh hồi xưa khó khăn thiếu thốn. Và đối với cái thế hệ mà 7X, 8X, rồi 9X thì đó là những cái món ăn đã khắc sâu vào trong tâm tưởng của người ta rồi. Vậy cho nên bây giờ chúng ta thấy nó ngon vì chúng ta yêu nó, giống như cái cách chúng ta yêu mảnh đất này, yêu quê hương này của mình, có phải không? Nhắc đến chủ đề ẩm thực của miền Tây, miền Nam Bộ mình thì hôm nay Huy sẽ gợi ý thêm một cái mà chúng ta sẽ rất nhớ. Hồi xưa là cứ mỗi tới buổi chiều là khoảng 4 giờ rưỡi là ăn cơm, 5 giờ ăn cơm, đi chơi về hoặc là đi học về là xúc một tô cơm, là trong đó là sẽ có mấy con khô chiên, hoặc là bữa đó có con cá muối chiên, rồi kèm theo là gì biết không, là một trái chuối hoặc là hai ba lát xài, xài chín á đó. Cứ rang cái gốc cây nào đó ở ngoài sân á, cái gốc cây mà cha cưa rồi, còn lại cái gốc làm cái ghế ngồi, cứ ngồi ăn cơm nhìn trời chiều. Có lúc thì ăn riết để chạy đi chơi, cũng có lúc thì ngồi ăn thơ thẩn ngắm nhìn vậy đó. Nhìn cảnh chiều, bà con đi làm về, con nít mấy đứa khác thì đi học về. Nói chung là cái cảnh đó là một cái cảnh mà bây giờ, hiện tại bây giờ mà mình về lại quê của mình thì mình cũng không còn thấy nhiều nữa. Có những thứ nó qua rồi thì khó để trở lại. Và chắc là vì nó qua rồi cho nên chúng ta thấy nó đẹp vô cùng. Chứ nếu mà chúng ta vẫn còn trong cái cảnh đó thì biết đâu chúng ta lại mưu cầu những cái thứ tiện nghi hơn. Giống như ai lớn lên rồi cũng đi làm, cố gắng làm kiếm tiền để mà xây dựng một cuộc sống có tiền bạc ổn định hơn, ở một cái nhà có tiện nghi hơn, đi chiếc xe tốt hơn, liên lạc với nhau cũng dễ hơn. Nhưng mà thì chúng ta phải chấp nhận thôi, chứ đâu có ai mà, cuộc đời này đâu có cái gì mà cứ trọn vẹn hết, muốn cái gì là có cái đó được đâu. Đôi khi đó mới là, đó mới thực sự là cái dư vị của cuộc sống này. Vậy cho nên với lại thực sự mà nói, những cái điều đó nếu mà chúng ta có muốn lặp lại hay không lặp lại là do chúng ta có muốn làm hay không thôi. Thì bây giờ chúng ta sẵn sàng từ bỏ được những cái thứ gì đang có, không phải là từ bỏ cái kiểu mà phủi bỏ đi, mà chúng ta có thể từ bỏ bớt những cái ham muốn ở thời điểm hiện tại về những cái công nghệ tiên tiến hiện tại, thì chúng ta cũng sẽ quay về, chúng ta cũng có thể sống một cuộc sống đạm bạc như vậy thôi, phải không? Đó là những cái tâm sự khi mà trước khi bước vào ba cái bình luận của ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta đến với bình luận đầu tiên của ngày hôm nay nha. Dạ chào anh Huy, em xin tự giới thiệu, em là một fan xém cứng của anh. Lý do là 4 năm trước em chưa có biết kinh anh, chỉ nghe kinh của chú Ngạn. Mỗi lần em nghe truyện của chú thì tối nào chồng em cũng hộ tống em đi vệ sinh. Thấy vậy chắc ổng nản hay sao đó, ổng mới giới thiệu cái kinh của anh cho em nghe. Thì từ lúc nghe bên kinh của anh á, là em không nghe được kinh nào nữa hết. Nhưng mà tối vẫn hộ tống em đi vệ sinh à, bị gì yếu bóng vía mà vẫn phải nghe chuyện ma. Cái bà này chắc là
có khiếu viết truyện nè, cũng có những cái yếu tố lật ngược tình thế 2-3 lần trong cùng một cái bình luận rất ngắn, phải không? Rồi em cố gắng lên, em bắt ổng hộ tống đi chừng thời gian ngắn nữa thôi là em ổng sẽ làm luôn cho em cái phòng vệ sinh trong phòng ngủ luôn. Cố gắng lên em, cái gì mình cũng phải duy trì, phải có ý chí thì biết đâu sớm thôi em sẽ có một cái phòng vệ sinh ở trong phòng. Đến với bình luận thứ hai, đại huy sĩ. Hồi trước ba mẹ em không cho em nghe chuyện của anh, rồi có một lần em nghe mà bật loa ngoài hết cỡ, hai người nghe xong mê luôn. Bây giờ mỗi khi tới chuyện của anh là y như rằng hai người lại kêu em mở chuyện của anh mà mở loa ngoài thiệt là to. Mà anh nhớ đọc bình luận của em nghe không? Chứ không là em nghỉ chơi với anh luôn đó. Cái này sợ nha. Hù cái gì không sợ, chứ hù nghỉ chơi là sợ lắm à. Mình làm cái này mà khán giả nghỉ chơi mình không biết làm sao. Đến với ngoài ra thì những cái bình luận dễ thương như thế này xuất hiện rất là nhiều ở trên kênh. Huy cảm ơn tấm thịnh tình của quý bà con, nhưng mà Huy cũng không thể nào trong thời lượng của một video mà Huy đọc ra hết được. Mong bà con thông cảm cho cái điều này, và cũng thông cảm cho là cái câu này Huy sẽ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các chương trình uống trà nói chuyện. Rồi, hôm trước để coi trong cái câu chuyện mà hai vợ chồng mà thuê nhà tiệm sửa xe có Vong Nhi á, thì chúng ta bàn nhiều về cái vấn đề đồ ăn đồ uống. Rồi sau đó cái qua cái câu chuyện tiếp theo là câu chuyện về những cái điều kiêng kỵ cũng như những cái điềm báo trước, thì thấy bà con bình luận những cái câu chuyện mà mình biết được rất là nhiều. Thì hứa luôn là ở video sau thì Huy sẽ trong cái tiết mục uống trà nói chuyện này, sau khi kể cái câu chuyện xong thì Huy sẽ điểm lại những cái bình luận đáng chú ý về những cái câu chuyện mà cái kiểu như một cái sự trùng hợp mang tính tâm linh của những bà con đã kể ra trong video đó ha. Cho nên là thời lượng video sau có thể sẽ khá là dài, kéo dài khoảng 1 tiếng mấy luôn. Thì sẽ cố gắng để thực hiện. Rồi sắp tới đây khoảng 2 tuần tới thì Huy có sửa lại cái studio này. Cái chỗ mà Huy làm đây. Sửa lại thành một cái gian nó ổn hơn để cho các bạn trong ekip có thể ngồi làm việc được. Và Huy cũng có một cái phòng thu nó lớn hơn, nhiều cái góc quay hơn để mà quay chuyện ly kỳ. Bà con thấy thời gian gần đây Huy quay chuyện ly kỳ á, cứ đổi bối cảnh liên tục. Tại vì Huy cũng thích quay, thích cho bà con. Tại vì nếu mà một người ngồi cứ có một cảnh hoài nó chán lắm, đúng không? Bà con nhìn nó cũng chán. Rồi nào giờ là thuyết phục được bà con coi cái video tới hết, đa phần là nhờ câu chuyện. Cho nên là bây giờ Huy cũng phải cố gắng học hỏi mỗi ngày, học hỏi các bạn quay phim, các bạn nhiếp ảnh chuyên nghiệp, để mà làm sao để mà làm ra một cái bối cảnh quay nó hay ho hơn. Thì mong rằng sắp tới sẽ có được nhiều cái cảnh quay cho bà con thích hơn. Mấy cái lần trước mà quay mấy cái cảnh này cảnh kia là đa phần là cái gian phòng khách của nhà Huy á, thì nó cũng khá là rộng, cho nên là có nhiều cái góc này góc kia. Rồi mỗi một lần quay như vậy là Huy phải làm đèn nè, rồi làm máy quay nè, rồi làm micro nè, rồi biết bao nhiêu thứ. Cứ quay xong rồi dọn ra, và dọn ra xong rồi tới lúc quay thì lại chuẩn bị. Mỗi lần chuẩn bị như vậy nó hết mấy tiếng đồng hồ. Cho nên là thôi bây giờ Huy sắp tới Huy sửa lại cái nhà chút, cho nên là cho anh sẽ có một cái phòng ổn hơn, để mà có những cái góc máy nó cố định hơn. Thì mình chỉ việc thay đổi một chút xíu ở phía cái nền ở sau đó, thì quay ra những cái video nó chất lượng hơn, để mà khi mà ngồi thưa chuyện với bà con thì bà con coi nó cũng thích mắt hơn, phải không? Rồi chúng ta đến với bình luận thứ ba, cũng là bình luận cuối cùng trong cái buổi uống trà nói chuyện ngày hôm nay. Chào chú Huy, từ lúc biết chú cũng gần đây. Không biết thì thôi, biết rồi thì nghe mãi không chán. Mong sau này chú sẽ kể nhiều hơn những cái chuyện ma ly kỳ, giọng nghe rất êm tai khi về đây. Song song với việc đó thì mong chú giữ gìn sức khỏe, để có thêm thật nhiều những cái chuyện ma cho cô chú anh chị gửi về. Lời chúc cuối cùng là mong chú mãi như bây giờ, bình yên mà sống, tránh được những việc tô xích sẽ đến với chú. Rồi sẽ có những cái bất ngờ ập đến, và chúc chú sẽ mau vượt qua. Chúc chú tâm luôn an lạc. Con chỉ muốn nói với chú vài ba câu vậy thôi. Mong chú sẽ đọc bình luận của con, chỉ qua vài câu ngắn ngủi. Đó,
thì cảm ơn con đã gửi những cái lời rất là đúng vào cái nghề mà chú đang làm, là một cái người của công chúng phục vụ cho cộng đồng. Thì không tránh khỏi những cái bình luận hay những cái sự công kích đến từ những người khác. Thì bà con cũng biết mà, Huy trải qua mấy năm thì cái hình tượng mà Huy xây dựng lên đối với quý bà con á, thì ít khi nào Huy đôi co với những cái bình luận như vậy lắm. Có họ có nói thì mình cũng cười cười, nhưng mà thật ra nếu mà trong trường hợp mà khi mà Huy ngồi một mình Huy đọc được những cái bình luận đó, thì đâu phải là sỏi đá gì đâu, cũng đâu phải là thánh nhân. Đọc được những cái bình luận to xít như bạn này nói á, là ý là những cái bình luận mà gọi là công kích một cách gây, có thể gây tổn thương đến người khác thì gọi là to xít. Thì trong những cái trường hợp đó thì bản thân mình nếu lúc mà ngồi một mình đọc thì mình buồn chứ. Mình cũng cảm thấy bị tổn thương, mình cảm thấy mình bị tuột mút. À, nó chính xác là vậy. Nhưng mà để tiếp tục việc duy trì phục vụ cho quý bà con, khi mà thu âm chuyện thì phải giữ một cái tâm thái nó thoải mái, nó ổn định nhất có thể. Cho nên là cứ tập dần quen. À, đọc qua rồi, buồn rồi, thì nhanh chóng ổn lại nhanh hơn xíu, tới giờ thu rồi. Chứ để mà đọc mà cứ trong bụng mà không thoải mái như vậy rồi thu cái chuyện ra bà con nghe sẽ không có hay. Cho nên riết rồi quen, bây giờ đọc được thì buồn đó chừng vài giây rồi thôi. Cho nên là cái gì cũng vậy, đâu có ai là thánh nhân đâu. Thời gian đầu có những cái ngày mà khi đọc xong cái bình luận mà một trong một vài cái bình luận không có tốt á, thì mình ngồi cả ngày mình cứ thẫn thờ suy nghĩ làm sao để mà thuyết phục những người đó đồng ý với những gì mình đang làm, rồi làm sao để cho 100% hầu hết những bà con mà mình phục vụ đều ủng hộ mình. Nhưng mà sau một thời gian dài thì Huy biết rằng cái điều đó là không thể nào được. Chúng ta không thể phục vụ hết tất toàn thể mỗi người được. Mỗi người có một sở thích và một cái quan điểm riêng. Không giận những người đó đâu, nhưng mà mình suy nghĩ rồi mình cố mình bình ổn lại tâm trí để mình tiếp tục công việc phục vụ bà con. Riết rồi Huy quen rồi. À, rồi cũng trong bình luận đó thì bạn có nói là biết đâu sau này sẽ còn nhiều cái thứ khác nó ập đến thì mong chú sớm vượt qua. Thì mình biết chứ, cuộc sống mà đâu thế nào nó cứ đều đều vậy hoài được. Thì Huy cũng đã có sự chuẩn bị cho nó rồi. Rồi thật ra nói về cái ngành làm đọc truyện trên YouTube, kể chuyện trên YouTube này, thì trải qua mấy năm trời làm vừa chiêm nghiệm, Huy cũng biết được những cái công thức, những cái cách làm để cho tăng cái lượt người đăng ký lên nhanh chứ. Nhưng mà sau khi nghiên cứu và cân nhắc kỹ thì Huy quyết định là không có làm những cái cách đó. Tại sao bà con biết không? Tại vì ví dụ như kênh của Huy thì bà con thấy cái lượng xem, người xem, bà con xem rất là đều. Cứ Huy phát hành một cái clip ra, một cái video lên thì bao nhiêu đó bà con vào xem ngay, ủng hộ ngay. Đó là cái công sức mình xây dựng sự đều đặn, mình phục vụ đều đặn trong suốt mấy năm vừa qua, thì đó mới là những bà con ở lại với mình. Và dù Huy có làm ra thêm video gì, mở ra thêm kênh nào, bà con cũng ủng hộ rất là đông đảo. Đây là một điều mà Huy biết ơn rất là nhiều. Có nghĩa là giống như hôm gần đây có một cái câu rất hay của rapper Đen Vô á, mình muốn cho đi nhưng mà cuối cùng mình lại nhận về nhiều hơn. Đó là như vậy. Quay lại cái cách mà có thể tăng cái lượng khán giả đăng ký kênh nhiều thì vẫn làm được chứ. Nhưng mà làm xong rồi sao nữa? Người ta đăng ký chứ người ta đâu có theo nghe chuyện mình như những bà con hiện tại đâu. Bà con thấy Huy nói có đúng hay không? Người ta có thể thấy thú vị với một vài cái video người ta đăng ký, nhưng mà người ta đâu có theo nghe mình mỗi đêm như những bà con hiện tại bây giờ. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Và sau một thời gian làm thì Huy cảm thấy là đúng là như vậy. Cứ cho đi đi đã, đừng tính tới cái chuyện nhận lại, thì tự khắc mình cũng sẽ nhận lại thôi. Những cái gì mà Huy đang được ở thời điểm hiện tại đều là bà con cho Huy cả. Huy rất biết ơn với điều đó. Và tự dặn lòng mình là hãy làm đi. Làm chỉ để cho đi. Cho đi là gì? Cho đi những cái buổi đọc truyện, những câu chuyện, những cái
tác phẩm hay cứ và những cái sự cần cù phục vụ bà con mỗi đêm, thì tự khắc đến một thời điểm nào đó bà con cũng sẽ cho lại mình bằng một cách này hay cách khác mà thôi. Đó, đó là những cái lời tâm sự thật lòng, và đó là cái định hướng mà Huy quyết định theo đuổi nó và bám với nó từ suốt những năm qua và cho tới sắp tới. Còn về sức khỏe thì đúng, khi mà bước qua tuổi U40 á, thì Huy hiện tại là U40 rồi đó bà con. Thì cứ qua 1-2 năm thì mình cảm thấy là cái sức khỏe của mình đã xuống hơn so với hồi đó rất nhiều. Đỉnh điểm là ở thời điểm năm 2020, 2021, 2022. Đó là ba cái năm mà Huy đọc rất là cày. Cày một ngày 2-3 truyện trên 2-3 kinh. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại, nếu mà muốn làm được như hồi đó nữa thì thực sự không nổi. Dù có ráng ngồi đi nữa nhưng mà đầu óc cũng không còn tập trung để nhìn vào cái mặt chữ nữa. Một ngày như vậy tính ra Huy thu cũng phải mấy chục ngàn chữ. Rồi cái tiếng của mình nó cũng phát lên mấy chục ngàn lần như vậy. Cho tới thời điểm hiện tại thì cũng giảm bớt đi chút xíu rồi. Cho nên là lúc mà giảm đi Huy áp lực rất là lớn. Chỉ sợ quý bà con mình phục vụ ít đi một chút á, ít đi, sợ bà con có ít cái sự xuất hiện của mình trong cái giờ sinh hoạt của bà con, thì dần dần bà con sẽ quên. Rất là sợ cái điều đó. Nhưng mà thật sự thì sức khỏe mỗi ngày nó mỗi giảm xuống. Nếu mà cứ cố gắng cài như hồi đó nữa thì sợ một lúc nào đó nó mất luôn cái giọng. Mà cái giọng là cái để mà mình cần phải chăm chút cho nó nhiều nhất ở thời điểm, ở cái công việc của Huy đang làm. Bà con thấy vậy không? Đó. Thì thôi, hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây. Video cũng đã dài rồi. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau.